Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo về giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội. Liên quan đến quy định về cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 điều 87 giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn khác. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng phiếu điện tử. Kết quả 293 trên 388 đại biểu tham gia, 75,52% nhất trí cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 95 đại biểu, 24,48% đề nghị có mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn và 8 đại biểu có thêm ý kiến khác. Các đại biểu Quốc hội đã ấn nút biểu quyết thông qua khoản 2 điều 9 cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với tỷ lệ 73,46% với 357 đại biểu tán thành trên 448 tổng số đại biểu. Ngay sau khi biểu quyết thông qua khoản 2 điều 9 cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với tỷ lệ 79,84% tổng số đại biểu tán thành. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng không nhân dân.